Đây, Quỳnh Nga có thể thấy những cái dòng chữ được khắc lên đá. Và Quỳnh Nga biết không, vị trí mà Hồng Sơn và Quỳnh Nga đang đứng đó chính là dòng sông Lam trước đây. Và các tiền nhân đã phải đứng trên mạn thuyền để có thể rất là tỉ mỉ và kỳ công để khắc những cái dòng chữ lên vách đá như thế này đấy. Ừ, thời gian thì trải qua gần 700 năm rồi. Nhưng mà Quỳnh Nga thấy những nét chữ thì vẫn còn giữ nguyên ở trên đá và thể hiện một cái tinh thần bất diệt của quân và dân ta ngày xưa đấy. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Hồng Sơn và Quỳnh Nga đã có mặt tại đập Pa Lải, con đập chắn ngang giữa dòng sông Răng. Và xin được bật mí với quý vị và Quỳnh Nga rằng dòng sông Răng này được bắt nguồn từ dãy núi Pù Mát, và đoạn từ dãy núi Pù Mát đến đập Pha Lải là đoạn đẹp nhất của dòng sông này đấy. Vậy thì đặc sản ở vùng này là gì? Đó chính là cá mát sông Răng. Nghe quen rồi, có phải là câu cơm mường quạ và cá sông Răng đúng không? Chính xác luôn, và ngay bây giờ thì Hồng Sơn sẽ đưa Quỳnh Nga sẽ khám phá vẻ đẹp của vùng đất này. Thị trấn Con Cuông 20 km về phía nam, thác Khe Kèm luôn khiến cho du khách tới đây phải trầm trồ trước vẻ đẹp quá tuyệt vời không đâu có được. Nhìn từ xa, thác Khe Kèm trông như dải lụa trắng trên nền xanh thắm của vườn quốc gia Pù Mát. Có lẽ bởi thế mà người Thái sinh sống nơi đây gọi thác Khe Kèm là thác Bổ Bố, có nghĩa là dải lụa trắng. Các nhà khoa học khẳng định đây là thác nước nguyên sinh bậc nhất Việt Nam, chưa hề chịu sự tác động của thiên nhiên hay con người. Khi được đặt chân đến vùng lõi của vườn quốc gia Pù Mát thì Quỳnh Nga mới hiểu được vì sao Con Cuông lại được ví là kho tàng xanh của xứ Nghệ đấy Hồng Sơn. Chính xác đấy Quỳnh Nga. Bởi vì là du khách đến đây thì có thể chiêm ngưỡng được các cảnh quan rất là kỳ vĩ của khu rừng nguyên sinh với thảm động thực vật rất là phong phú đa dạng và hết sức là độc đáo ấy. Quỳnh Nga này, ngoài cảnh sắc thiên nhiên thì ẩm thực và văn hóa người dân tộc Thái cũng là điều mà Quỳnh Nga không thể bỏ qua khi đến với huyện Con Cuông đấy. Quỳnh Nga thì rất thích trang phục của những cô gái Thái này, thích khám phá nét ẩm thực này và đặc biệt là thích tìm hiểu về những nét văn hóa của người Thái đấy. Vậy thì điểm tới đây thì Hồng Sơn sẽ đưa Quỳnh Nga đến với một điểm du lịch cộng đồng tại bản Khe Rạn của huyện Con Cuông, nơi mà Quỳnh Nga có thể trải nghiệm hết những gì mà Quỳnh Nga đang mong muốn. Chắc chắn nhá. Chắc chắn luôn. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Bây giờ Hồng Sơn sẽ đưa cho Quỳnh Nga đến để khám phá ẩm thực của người Thái của bản Khe Rạn nhé. Em xin chào mọi người ạ. Mọi người đang làm món ăn gì vậy ạ? Vâng, nhà mình đang làm món mọc. Vậy món mọc này có phải là một món ăn mà đặc trưng của người Thái không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Đây là một món đặc trưng của người Thái. Chị có thể giúp em hiểu thêm về món ăn này từ nguyên liệu cho đến khâu chế biến không ạ chị? Nguyên liệu của món mọc này thì nó rất cầu kỳ. Nó được lấy từ nguyên liệu từ rừng về. Thứ nhất là mình phải có cây chuối non, thứ hai là mình phải có hoa chuối, ba là mình phải có mộc nhì, thứ tư là mình phải có tẩm, mình phải già thành tẩm ấy. Và đặc biệt là các gia vị chủ đạo, đó là mắc khen, tạo nên một cái món rất truyền thống. Vậy thì bước cuối cùng, sau cái bước là mình trộn nguyên liệu này, mình gói vào lá chuối rừng này, thì sau đấy là mình sẽ làm gì hả chị? Bước cuối cùng thì chúng ta sẽ cho vào nồi hông, hông cách thủy để tạo được cái vị đặc trưng của mộc mọc ở đây đấy. Và đặc biệt là mình hông trên bếp lửa nữa đúng không ạ? Đúng ạ. Đây là một mâm ẩm thực truyền thống của người Thái. Và bây giờ em xin mời anh chị thưởng thức món mọc đặc trưng của người Thái. Cảm nhận như thế nào? Đúng là một món ăn rất là ngon ạ.
và chắc chắn là cái hương vị này sẽ theo Quỳnh Nga đi khắp muôn nơi đấy. Quỳnh Nga này, ngoài ẩm thực thì khi đến với bản Khe Rạng của huyện Con Cuông ấy, Quỳnh Nga sẽ được còn thưởng thức các bài tân ca Thái này rất ngọt ngào và những điệu múa sạp rất là sôi động, và Hồng Sơn tin chắc rằng là Quỳnh Nga sẽ rất là thích. Chỉ cần nghe Hồng Sơn nói thôi thì Quỳnh Nga đã rất là hào hức rồi ạ. Nào, chúng ta sẽ đi nhá. Quý vị và các bạn, nghĩ Quỳnh Nga là người bản địa ở đây hay là khách du lịch ạ? Hồng Sơn nghĩ rằng đấy là một câu hỏi rất là khó. Vâng, Quỳnh Nga như đang hòa nhập vào lời ca, tiếng hát, những điệu múa và tiếng cồng chiêng khắc luống ở đây ạ. Cảm ơn Hồng Sơn đã cho Quỳnh Nga một trải nghiệm thú vị. Lên đây thì ở lại đây, cho dù bén rễ, xanh cây cũng đừng về. Mọi người có cảm nhận như thế không ạ? Hãy đến với non nước Thành Nam ạ. Con Cuông luôn chào đón mọi người.
xanh cây cũng đừng về, cho dù bén rễ xanh cây cứ ở lại đây.